À, nó chạy nè. Wow, để xuống đất nó chạy nè, cái đầu lắc qua đắt lại nè, cái đuôi nữa rất là đẹp, lên 4 vòng. À, buông ra để đất nó chạy nè. À, cái đầu rất là đẹp nha. À, nó bắt cười không đó, tới gần gần tí nè. Bò ngộ vậy trời. À, nó cười quá, quá đẹp luôn. Rồi, quá đẹp luôn ta. Wow, wow, chuột chạy đẹp ghê chưa? Đó, chạy hình như con chuột ngoài luôn. Cái đuôi nó ngoắt ngoắt nè. À, cái đuôi nhúc nhích đó nè. Rồi tiếp đi con. Chạy kỳ vậy? À, con này có hai loại nha, là con gấu nè, con gấu banana nè. À, rồi con gấu trúc, đồ chơi nào bo cũng tụm hết trơn mà. Lâu lâu gom lại một đống nè. Mà rất là đẹp. Wow, dặn lên ổng đi nè. Ổng đi mắc cười luôn. À, cũng là một chú màu trắng. Con này có hai là hai màu nha, màu trắng và màu vàng. Wow, wow, wow. Có đồ chơi khác nữa nha. Wow, mày. Tiếp con. Wow, con vịt nó bơi nè. Nó chạy bằng cái này là hàng hộp, hộp 12 con.